quá, rất là thơm các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Sau khi hai anh em gọi là ăn tối xong thì mình với anh Tú giờ đi khám phá chợ đêm ở Bangkok, Thái Lan nha các bạn. Hôm nay mình đi thì trời nó hơi mưa chút xíu nhưng mà đến chợ đêm thì trời nó lại tạnh rồi, rất là đẹp luôn. Anh Tú anh đang bên trong rồi kìa. Không biết là chợ đêm Thái Lan có những gì thì giờ Kiên sẽ mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá chợ đêm Thái Lan nhá. Chợ đêm Bangkok. Điều đầu tiên Kiên thấy là đây là ngay những cái tòa nhà rất là cao, tòa nhà chọc trời này ha. Những cái tòa nhà chọc trời của Thái Lan này các bạn. Đấy. Những tòa nhà rất là đẹp. Rồi giờ chúng ta sẽ đi một vòng nha các bạn. Anh Tú anh đi đường này rồi, mình sẽ đi đường bên này cho các bạn xem, mỗi anh em mỗi bên. Bán quần áo rồi giày dép mũ nón đồ thời trang. Cái này là cái quán bán đồ ăn này. Bán đồ ăn rất là đông ha. Quá đông luôn. Sườn cây mà như một cái đĩa, như một cái núi vậy á. Đây tôm hùm này các bạn. Trời ơi. Tôm hùm này là tôm hùm bông này các bạn. Mình đã ăn tôm hùm này rồi này. Tôm hùm bông nhá. Ô bên này có tôm càng xanh gọi là siêu khủng luôn. Trời ơi. Bên này là có sườn cây. Sườn cây là một cái đĩa như cái núi vậy á. Bữa mình thấy khoai lang thang làm một đĩa như này này. Đây các bạn thấy là tôm càng xanh nó bự không? Rồi ôi. À đây. Đấy, rất là nhiều món các bạn ạ. Tôm nhỏ không có, tôm to không có. Khách đông lắm. Đây khách cái này này. Mình cứ đi một vòng các bạn nhá. Đi một vòng đã. Mình cũng vừa mới ăn tối nên là đi ra đây cũng chưa đói lắm. Nhưng mà mình cứ đi một vòng xem nào. Phải nói là tôm khủng nhưng mà tôm này thì nó là tôm ướp lạnh nên là nói chung là không thể nào mà là nó ngon 100% được. Nhưng mà dù sao thì như vậy cũng đã là quá là hấp dẫn rồi. Bên này có ốc hương này, sò huyết này, tôm càng xanh nhỏ này các bạn. Có ghẹ này. Rất là đông luôn. Quán nào cũng kín khách hết đấy. Đây có một quán sườn nướng này. Đấy, các bạn thấy hấp dẫn không? Ở đây có cái BBQ 229 rồi 449 669.
Đó nhá, có từng size SML gì đấy. Thơm quá, rất là thơm các bạn. Đấy, anh quét cái sốt, nước sốt lên đấy, thơm lắm. Sườn rất là hấp dẫn. Lát nữa thì hai anh em mình sẽ đi thưởng thức cái món sườn đó nhá. Bên này bán nước dừa, rồi nước đường thốt nốt, nước chôm chôm, nước cái đó là dâu mây thái, nước vải. Bên này có bán chôm chôm, có bán sầu riêng, măng cụt. Đây các bạn, giờ mình sẽ chọn một cái món là món sườn nha các bạn. Sườn. Cô hai anh em ngồi ăn sườn làm chai bia nữa là ok hả? Ừ. Anh Tú à? Đúng rồi, BBQ rồi. Đấy, có rất là nhiều size kìa, size lớn nhất là 800M gì đấy. Đấy là 1 mét hay sao? 1 mét à. 15cm này, 25cm này. Ừ. Là có giá đấy là 850 baht, 450 baht, 250 baht. Ừ. Ok, anh em mình vào đi ha. Anh em mình chắc là chỉ ăn size nhỏ thôi. Ừ. Còn để bụng cho tí anh trải nghiệm món ăn của anh. Dạ. Đây, hai anh em kiếm được cái món sườn rồi các bạn ạ. Đây, giờ anh em sẽ gọi đồ nhá, nhưng mà chắc là mình sẽ ngồi ở bàn á. Đây là đây, có những cái mức cái này dài nhất là 1 mét này, 1 mét. Đây, bên này này. Đây. Cái này là to hơn, đẹp hơn này. Đúng rồi. Cái này dài nhất là 1 mét. Còn cái này là 50cm. Cái này là 25. Đấy. 25, hơn được bàn tay. Hơn được bàn tay. Ăn cái 25 rồi. Ừ. Cái giá của nó đây, đấy. Thì 1 mét là 850 baht. Còn là 50 là 450. 25 là 250 baht. Đấy. Anh em mình ăn đó sau mình uống bia. Uống bia gì đây? Uống bia gì đây? Đây có bia này. Bia Trang. Trang này, Trang Rai ha. Uống bia này đi. Ừ. Bia vàng ấy, Sinha. Ừ, Sinha đây ha. Tối rồi. Đây, sau khi mà mình đi hết một vòng chợ đêm Bangkok rồi thì giờ mình gọi một cái phần sườn này các bạn. Cái phần này thì có cái giá là 250 baht. Đó là 250 baht. Ở đây thì các bạn thấy là cái này là khoai tây nghiền anh. Cái này khoai tây nghiền. Cái này hình như là cái nó như kiểu là cái ớt nhưng mà không phải ớt. Đỏ đỏ. À, cái gì ra mình tự nhiên củ cải muối kiểu ngọt ngọt á. Còn cái này là sốt này. Cái này mình ăn thì mình có bao tay này, người ta gói cho mình một cái bao tay này các bạn. Đấy. Rồi, mời các bạn nhá. Mình sang Thái Lan thì mình phải thưởng thức những cái món đặc biệt của Thái Lan. Cái món sườn này là một trong những món gọi là Kiên thấy là rất là nhiều các bạn đi du lịch Thái Lan ăn. Nên là mình sẽ ăn thử xem như thế nào nhá. Đây người ta làm nó còn nóng luôn các bạn. Đây là còn nóng hổi luôn nhá. Cái này là 25cm. 25cm. Đây, giờ mình không để các bạn chờ lâu nữa. Mời các bạn nhá. Rất là thơm các bạn. Ở đây có, mình thấy là có rắc tiêu phía bên trên này. Nó có vị chua chua ngọt ngọt các bạn. Đậm đà. Rất là dễ ăn các bạn ơi.
250 bạt đầu tiên. 250 bạt anh. Đấy là có khoảng 175.000 từ Việt Nam. 175.000 từ Việt Nam thì mình thấy là cái phần này là mình thấy là giá cũng ok ha, rẻ ha. Với lại mình gọi thêm một cái lon bia này nữa các bạn. Gọi thêm hai anh em mỗi người một lon này. Đấy. Hôm nay anh Tú cũng gọi một phần sườn như này này. Anh Tú sẽ quay trên kênh của anh Tú để trải nghiệm nha các bạn. Đấy, mỗi anh em mỗi người một phần để quay trải nghiệm cho các bạn xem. Đi qua bên này là mình phải thưởng thức những cái món đặc biệt của Thái. Đây mình vô anh vô mời các bạn nhá. Lon bia này là 80 bạt. 80 bạt 87 không nhầm không chứ chắc anh nghĩ đấy 80 á, em thấy thôi 80 đây. Thế à? Ừ. 80 bạt 78 56.000 một cái lon bia này. Cái này mình có thể ăn bằng muỗng nĩa nhưng mà thôi mình bốc tay cho nhanh cho ngon kiên cảm giác ngon kiên ngon lắm anh, đậm đà cái món sườn đậm đà mà người ta ăn sườn này là kiểu là tươi anh, ăn nó ngọt thịt nó đậm đà. Nói chung đi một vòng chợ là mình đã để ý đến cái món này rồi đấy. Em đi ngang qua là em đã thích món này rồi. Cái món sườn cây thì nó sườn tháp này to quá ăn không hết, một mình hai anh em ăn không hết được cái tháp đấy các bạn. Thế là mình thử cái này này các bạn thấy này rất là nhiều luôn đấy. Rồi. Đây bên này người ta quét nước sốt đấy. Đây mình là thử cái miếng to nhất này các bạn. Đấy. Hết cái này là hết này. Cái này tuy là vậy nhưng mà nó là cũng là xương nó cũng là nhiều. Mời các bạn nhá. Mềm phải không? Mềm. Mềm. Một miệng nó tan trong miệng đó. Nhìn nhiều vậy thôi nhưng mà ăn nó cũng có xương nhiều lắm nên là mình cũng là nhanh hết đấy. Rất là ngon các bạn. Cái này là khoai, mình thử cái này nhé. Cái này là khoai tây nghiền các bạn. Khoai tây nghiền. Chính xác là khoai tây nghiền nhé. Còn cái này là cái gì này mình thử nhé. Cái này chắc chắn là củ cải rồi cho ạ. À dưa leo kiểu người ta làm từ muối nên muối chua chua ấy kiểu vậy á. Ăn này mới sướng các bạn ạ. Đây là đủ tái tạo lại năng lượng. Năng lượng mấy ngày đi xe từ Việt Nam qua Campuchia sang qua Lào rồi lại đến Thái Lan. Này cái đích của mình. Ngon. Không biết là ăn thêm vài miếng nó có ngán không mà giờ mình chưa thấy ngán quá. Wow, đã. Vô. Em mời anh nha. Anh Tú này làm camera cho mình một xíu bác các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Wow. Bây giờ hơi nặng nặng anh. Nhưng mà nó đậm hơn bia đó. Điều đặc biệt là nước sốt các bạn. Nước sốt ở sườn thì Việt Nam mình cũng làm được nhưng mà ở đây khác biệt là khác biệt cái nước sốt đó. Này, nước sốt đây này. Chứ sườn này ở Việt Nam mình làm ra y chang nhưng mà không thể nào mà nhái được cái nước sốt của Thái. Nước sốt mới là cái điều ngon. Nãy vào là không có chỗ ngồi luôn á, anh em là phải đợi khoảng 10 phút mới có chỗ ngồi các bạn. Cái bên này
khách ra vào liên tục. Đây mình ăn thêm miếng nữa cho các bạn xem nhé. Được 1, 2, 3, 4, 5 rồi các bạn. Còn 3 miếng nữa. Ăn đến thứ 5 là thấy cũng hơi ngán ngán, hơi thôi. Có nghĩa là một phần này một người ăn là vừa. Một người ăn. Wow. Uống hết đòn này là cũng có thể là ngấm ngấm ạ. Ăn thêm này là nó không ngán này. Tiên được cái là không bị béo chứ anh ăn lên sợ béo. Cho nên anh ăn ít lắm và sợ lắm. Tại vì sao em không béo là vì em chưa giờ ăn là cũng kiểu mình hoạt động nhiều hay sao á. Nên là không có lên ký được. Em mới tầm 65 kg. Đó. Thôi, mình ăn thêm miếng nữa nhé để cho anh Tú anh ăn này. Rồi. Thank you.
bánh cuốn tôm này. Đây bánh cuốn tôm này các bạn. Đấy. Bánh cuốn tôm rồi có nhiều cái lắm. Cuốn xúc xích, cuốn tôm, cuốn thịt gà, cuốn thành cua. Khách cũng khá là đông ha. Rồi mình đi tiếp nha các bạn. Quá phê luôn. Thấy hơi đầu là nó xít. Nghe nó không ổn tí. Những cái kênh mà người ta làm nghiêm túc thì không có cái trải nghiệm như này các bạn ạ. Chỉ có những cái kênh của mình thì cũng là vui vẻ, tếu táo, đời sống dân dã thì mới có những cái không khí mà giải trí như thế này. Thế Kiên thì nghiêm túc lắm. Vợ Kiên, à được rồi, được đấy anh, cuốn một bánh rồi. Thì em rất là hài lòng, tí vậy em sẽ tiếp thêm cho anh 50 kg, 50 bàn đấy. Anh rất ra gì vào đây đâu. Đây. Quá mát luôn. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.